Xin chào quý cô chú chị và các bạn Yêu Lan trên miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 3 tháng Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp ạ, và rất là nhiều những cái dòng hàng hiện tại mà đang nụ để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức trọn vẹn một mùa hoa Tết với những cái cây lan giá siêu rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Gem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng thảo u lồi, hàng về siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một cái lô hàng mà cây ngắn vừa thôi ạ, mầm gốc thì đang lên chi chít như thế này, thân căng mướt và siêu nụ như thế này đấy ạ. Đó, hàng phải nói là vô cùng là đẹp. Và cái dòng lan hoàng thảo u lồi của ngày hôm nay cũng là cái lô cuối cùng của năm ạ, một cái dòng lan để cô chú anh chị chơi hoa Tết, và có thể nói rằng là một trong những dòng lan đẹp nhất trong tất cả những dòng hoa lan. Em đang để giá là 240.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và cái dòng này thì hàng nó cũng thân khá là ngắn như thế này đó, nhưng mà cực có võ luôn. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cho cô chú anh chị mình đấy ạ. Đều tăm tắp, rất là đẹp luôn. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan sơn thủy tiên ạ. Cái dòng sơn thủy tiên xanh mướt cắt tỉa kỹ càng như thế này, và hiện tại cũng đã bắt đầu là nhú những cái mắt nụ rồi. À, sưng những mắt nụ rất là lớn rồi ạ. Em đang bán sơn thủy tiên hôm nay với giá là 170.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây ạ, là cái dòng lan giáng hương tam bảo sắc ạ. Cái dòng hàng quốc dân mà có lẽ bất cứ một anh chị nào chơi lan chắc chắn không thể thiếu đúng không ạ. Hơn một tháng nữa thôi là sang xuân rồi, với dòng giáng hương tam bảo sắc này là dòng hoa xuân. Đó. Và một dạo nữa, riêng cái dòng tam bảo sắc này sau Tết đi là hàng gần như là không có hàng luôn ấy cô chú anh chị. Mà về có về thì cũng rất là tóp thân, rất là xấu. Cô chú anh chị mà muốn sưu tầm cái cây giáng hương tam bảo sắc để thưởng thức hoa xuân trọn vẹn thì đừng bỏ qua cái giai đoạn bây giờ. Cái hàng mùa này hanh khô nên là cây có phần đỏ lá như thế này. Mùa cực lợi cân là mùa ghép rất là đẹp của cô chú anh chị có một cái mùa hoa xuân thưởng thức trọn vẹn. Em đang để giá là 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan long tu xuân này cô chú anh chị này. Dòng long tu xuân có thể nói rằng là nó là một trong những dòng lan dễ thuần dễ chăm nhất trong tất cả những dòng hoa lan đấy ạ. Cái dòng lan long tu xuân này em đang để giá hôm nay với giá là 170.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo trúc mành này. Hoàng thảo trúc mành, cái dòng lan mà hoa phải nói là vô cùng là rực rỡ. Thời điểm bây giờ thì cây cũng đang bắt đầu chuẩn bị đi vào cái mùa nhú nụ. Và riêng những cây trúc mành này, nếu như cô chú anh chị mình mà muốn thưởng thức hoa ấy ạ, thì đừng bỏ qua cái giai đoạn này. Những cây trúc mành sau này khi mà nó nở hoa, cái nụ của nó khi mà ra nụ ấy, nụ của nó rất là nhỏ, nên là nếu mà đã ra nụ rồi thì vận chuyển đóng gói ấy, nó sẽ rất là dễ bị hỏng nụ. Còn như tầm bây giờ, đảm bảo cô chú anh chị 100% là có một cái mùa hoa cô chú anh chị ngắm đã mắt luôn cô chú anh chị nhé. Và hoàng thảo trúc mành em đang để giá là 180.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg ạ. Và cô chú anh chị mình có thể cùng em xem với lượng 0,3, cô chú anh chị mình có thể có một cái rèm hoa trúc mành rất là đẹp rồi đấy cô chú anh chị này. Đây ạ, đây là một cái lô 0,3. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm 0,3, hơn 50.000 cô chú anh chị có một cái giò lan ngắm đã mắt nhé. Giáng hương quế tím ạ, một cái dòng lan mà về cái mùi hương thơm của nó có thể sánh với cả hoàng nhạn, thân lá tím lịm, lô hàng về rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Tuyển chọn là những cây lan rất là đẹp, chỉ cần một nhánh quế tím nhỏ thôi khi mà sổ hoa cũng đã đủ đẹp xuất sắc rồi. Và cái dòng quế tím này em đang để giá là 140.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan quế tím này. Một nhánh quế thôi mà khi mà sổ hoa nó đã đẹp như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Dòng giáng hương quế tím đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì về cái độ thơm của nó thì có lẽ là chỉ đứng sau trầm thôi ạ. Chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ.
Hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg hoàng thảo vôi. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm tím hàng rừng. Với cái dòng lan trầm tím hàng trầm tím rừng này thì em nghĩ rằng là những cái anh chị, tất cả những anh chị mà đã là những người đam mê cái dòng lan thì chắc chắn là sân vườn không thể thiếu cái mặt bông trầm rừng, đúng không ạ? Một cái mặt bông mà vô cùng là thơm. Và những cái cây trầm rừng này gần như là 100% thân tơ. Và em lưu ý cô chú anh chị rằng là cây trầm rừng thì nó không phải là dày như là dài như trầm rừng đỏ hay là dài như là dòng đơn thân khác đâu cô chú anh chị nhé. Đấy, thân một nụ như thế này. Và 1 kg trầm rừng này hôm nay em đang để giá có 350.000 trong 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi. Đây cô chú anh chị có thể cùng em xem với 0,2 cô chú anh chị sẽ lấy được một lượng như thế nào để cô chú anh chị cân đối mua cho mình một cái giỏ lan mà ưng ý cô chú anh chị nhé. Dạ, cái chỗ này thì em đang bốc ra và nó cũng chưa đến 0,2 đâu ạ. Dạ, với cái số đây nó tức là hơn 50.000, tầm 50.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể có những cái cây trầm rất là đẹp như thế này mà toàn bộ đều là thân tơ nhé cô chú anh chị nhé. Thì em sẽ bán từ 0,2 kg cái dòng trầm tím rừng này đấy ạ. Ở bên này đây ạ là cái dòng lan hoàng thảo trúc Phật Bà. Hàng đang nhú chi chít là nụ phải nói là siêu đẹp vô cùng như thế này. Riêng dòng trúc Phật Bà này này không phải chỉ thơm hoa đâu ạ. Ngay từ cái thân lá của nó đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái như là cái mùi thuốc bắc, tại có cái cảm giác thư giãn dễ chịu vô cùng luôn. Mầm gốc mới đang lên này. Đó. Và hàng thì gần như toàn bộ đều là thân tơ nhé cô chú anh chị nhé. Thân căng mập và siêu đẹp như thế này. Và riêng dòng trúc Phật Bà hôm nay em đang để giá là 500.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg để cô chú anh chị mình có thể cùng em xem. Với lượng 0,3 cô chú anh chị mình có thể có một cái giỏ lan trúc Phật Bà phải nói là thực sự là vô cùng là đẹp luôn á cô chú anh chị. Đây ạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm này. Với 0,3, với 0,3 nhá cô chú anh chị nhá. Chỗ này chưa đến 0,3 đây này. Với 0,3 cô chú anh chị mình có được cả một cái lô trúc Phật Bà đẹp như thế này này. Chỗ này thì 0,3 hơi tươi một chút xíu. Đấy, thì rơi vào có 150.000 thôi. Mà Tết đến xuân về cô chú anh chị có một cái giò lan trúc Phật Bà như vậy trong nhà. Thứ nhất là hoa thì đẹp, xuất sắc. Thì thứ hai người ta còn quan niệm rằng cái những cây trúc Phật Bà này có thể Tết đến xuân về có một cái giò trúc Phật Bà như vậy trong nhà có thể đem đến cái sự may mắn và sự an lành cho gia đình của mình này. Đó, những cái thân trúc Phật Bà rất là đẹp, căng mướt như thế này cô chú anh chị. Và bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm một cái lô long tu đá hoa tím về rất là đẹp luôn ạ. À, những cái thân khá là dài đều và long tu đá hoa tím thì nó không phải là hoa bé tí tẹo như là dòng long tu đá hoa trắng đâu nhé, mà cái hoa của nó rất là to và sai bông từ gốc đến nhọn ngọn với cái bông hoa màu cánh hoa tím hồng với họng vàng rất là đẹp như thế này. Đó, cái dòng long tu đá tím hoa tím đấy ạ. Và 1 kg của cái dòng long tu đá hoa tím này em đang để giá là 160.000. Nửa kg là cô chú anh chị cũng có rất là nhiều những cái thân mà một cái giò lan long tu đá chí tím cô chú anh chị ghép lại được một cái giò rất là đẹp luôn. À, sang bên này đây thì em đang có một cái combo này cô chú anh chị này, một cái combo gồm có một cái lô ngọc thạch ba màu rất là đẹp luôn. Đó, ngọc thạch ba màu thật mực nù luôn. Và một ít hoàng thảo hoàng lạp này. Và cái combo này em xin phép được bán với giá là 50.000 nhé chú chị nhé. Một cái lô ngọc thạch rất là đẹp. Và sang bên này đây thì em đang có 2 kg kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Cái dòng kim điệp nhựa này này em đang để giá với giá là 150.000 cho 1 kg thôi cô chú chị ạ. Đấy, giá thì chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn. Và cái dòng lan kim điệp nhựa này với độ bền hoa của nó phải tầm hơn 2 tháng. Và bây giờ thì cây đang bắt đầu là nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đang bắt đầu sưng nụ nhú nụ. Đây này cô chú anh chị này. Đó. Và một lô kim điệp nhựa như này em đang để giá có 45.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể mua theo cân cũng được nhá. Là 150.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hỏa hoàng cam ạ. Cái dòng hỏa hoàng cam em đang bán với giá là 270.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg của chú anh chị ạ. Hàng này hiện tại nhà vườn đang vào vườn cực kỳ là nhiều luôn. Cái dòng hoa với sắc hoa cam lửa rực rỡ mà cô chú anh chị thấy ạ. Hiện tại thì không chỉ có nhà vườn mình đang ghép vào vườn ở bên Thái. Ngay cả bên Thái người ta đã bán xong Việt Nam về mình với những cái giỏ hỏa hoàng cam. Người ta ghép và giá cực kỳ là đắt đỏ. Trong khi đó thì mình có lượng hàng nhiều như vậy. Tại sao mình lại không tự ghép đúng không ạ? Sang bên này đây thì hoàng thảo kèn ạ. Hoàng thảo kèn thì cái dòng kèn chắc chắn là sẽ cho cô chú anh chị mình những bông hoa Tết tuyệt vời luôn ạ. Cái dòng hoàng thảo kèn hiện tại đang bắt đầu là sưng nụ rồi đây cô chú anh chị này. Mỗi một thân kèn sẽ là một cái suối hoa đẹp xuất sắc luôn ạ. Hoàng thảo kèn
Hiện tại mầm gốc đang lên và cũng đang chuẩn bị nụ. Em đang để giá là 350.000 cho 1 kg thôi. Dòng kè này này, từ khi mà nó có nụ cho đến khi nó ra hoa nhé, thì nó cũng rất là nhanh luôn. Nên là chính vì vậy mà có những lúc em bán kèn đi mà có anh chị nói rằng hoa nở Tết. Trước Tết em còn bất ngờ hết luôn đấy cô chú anh chị. 350.000 cho 1 kg em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đấy cô chú anh chị. Đây, cái lượng này thì chỉ có hơn 0,2 kg thôi. Mà cô chú anh chị đã có bao nhiêu cái thân kèn rồi, tức là chưa đạt đến 100.000 đâu ạ. 0,3 là 105.000 thôi. Còn chỗ này thì nó chỉ rơi vào hơn 2 lạng một chút xíu thôi. Đây cô chú anh chị này, mà đã có rất là nhiều thân kèn như thế này rồi. Đó. Tính ra thì nó cực kỳ là rẻ đúng không ạ. Và đây ạ, em đang có một cái dề sơn thủy tiên siêu to khổng lồ luôn này. Cái dề sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá là 210.000 nhá. Một cái dề mà nói phải nói là một cái siêu phẩm luôn ạ. Rất nhiều thân tơ và bự như này, nguyên dề về cô chú anh chị tìm một khúc lũa cô chú anh chị ốp lên, đến mùa hoa thì chắc chắn là có một cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Và đây sẽ là cái dòng dáng hương đuôi sóc ạ. Dáng hương đuôi sóc, những cái cây dáng hương đuôi sóc hàng lá xếp rất là xinh đẹp. Cái mùa này là mùa hanh khô nên là cây có phần tóp nước. Nhưng mà cô chú anh chị mua thì lại rất là lợi cân, mà lại là cái mùa ghép rất là đẹp. Đuôi sóc có 120 cho 1 kg thôi. Và bên này đây là một cái lô hoa thảo thập hoa, một cái lô rất nhiều như thế này em bán có 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Cả lô thập hoa này đây ạ. Còn ở đây ạ, lái dòng lan bạch ngọc đuôi công này. Lô bạch ngọc đuôi công em đang bán với giá là 250.000 cho 1 kg nhé. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua theo lô. Lô này em gọi là lô số 1 đây, rất nhiều như thế này. Em đang để giá có bao nhiêu ạ? 90.000 luôn cô chú anh chị, 100.000 ạ. Lô số 2 này, lô số 2 với giá 70.000. Em có đang có hai lô bạch ngọc đuôi công như vậy cô chú anh chị mình ghép sưu tầm. Và sang bên này đây là những cây lan đang nụ mà cực kỳ là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Đầu tiên sẽ là dòng năm cánh trắng họng hồng cô chú anh chị. Hiện tại thì hôm nay em về lô năm cánh trắng họng hồng, cái nụ khá là lớn như thế này rồi. Đó, nụ xanh biếc luôn, bảo hành mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình. Và mỗi một chậu năm cánh trắng họng hồng như vậy rơi vào khoảng bao nhiêu thân nhỉ? 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. Ít nhất là 4 thân, từ 4 cho đến 5 thân cô chú anh chị ạ. Nụ thì đều tăm tắp như thế này. Đó, về ngắm một mùa hoa thôi cũng đã mắt rồi. Mà cái dòng này thì dễ thuần, dễ chăm vô cùng luôn cô chú anh chị biết rồi đấy ạ. Và một cái chậu lan năm cánh trắng họng hồng như thế này, nó đang có nụ đẹp như thế này rồi. Và em đang bán chỉ có giá là 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Đó, 100.000 thôi ạ. 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Siêu rẻ luôn đúng không ạ. Và 100.000 trong một cái chậu năm cánh trắng họng hồng, bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Và chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn. Chuẩn hàng mặt bông năm cánh trắng họng hồng mà trước đây thân vài 300.000 nhá. Còn sang bên này đây thì sẽ là một cái lô trầm trắng ạ. Lô trầm trắng, cái hàng trầm trắng này thì chậu cũng rơi vào bao nhiêu. Hiện tại thì cây cũng đang nhú nụ rất là xinh như thế này này cô chú anh chị này. Đó, cái dòng trầm trắng nhá. Trầm trắng thì em thấy là nụ còn bé hơn là chậu năm cánh trắng họng hồng. Hàng hoa trắng không tì vết và đẹp mộng mơ luôn. Có những thân đã nhú nụ và có thân chưa nhé cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng năm cánh trắng họng hồng ạ. Đó. Trước đây một cái tác phẩm như thế này thì tiền vài triệu. Còn bây giờ một cái tác phẩm năm cánh trắng như vậy thì giá chỉ có tiền 100.000 thôi. 100.000 trong một cái giỏ đẹp như thế này thôi cô chú anh chị nhé. Và đây là cái mặt hoa của dòng... trầm trắng nhé, hoa trắng không tì vết luôn cô chú anh chị ạ. Thơm nức mũi, đã là trầm thì cực kỳ là thơm. Và một cái chậu trầm trắng như vậy cũng rơi khoảng tầm 4 thân cô chú anh chị này, 4 thân ngắn dài, thân mập căng nú, chuẩn trầm trắng cho cô chú anh chị mình. Em cũng để giá là 100.000 cho một giò nhé, 100.000 cho một giò ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ ạ. Trầm rồng đỏ thì cũng đang xuống lá hết rồi đây cô chú anh chị này. Chắc là cô chú anh chị nếu mà anh chị nào mà chơi lan lâu ấy thì chắc là đã từng mua một cái chậu trầm rồng đỏ với giá tiền theo thân. Mỗi một thân vài 300.000 rồi đúng không ạ? Mỗi một thân vài 300.000 rồi ạ. Thì còn ở đây hiện tại em đang có những cái chậu trầm rồng đỏ này này. Chậu nó rơi vào là 3 thân và 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. 3-4 thân, hàng đang xuống hết lá rồi. Và đảm bảo cô chú anh chị mình rằng sẽ có một cái mùa hoa cô chú anh chị ngắm đã mắt luôn. Đây đó. Và những cái chậu trầm rồng đỏ như vậy em cũng đang để giá có 100.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Chậu ít nhất là 4 thân với số tiền 100.000 chắc chắn đến mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Đấy, chậu 4 thân hoặc là 5 thân, thậm chí có chậu 6 thân với những cái chậu mà thân dài. Đó, siêu rẻ luôn cô chú anh chị này. Còn tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò lan
giả hạc Hawaii này cô chú anh chị này, thân nào thân đấy căng mướt luôn như vậy đấy ạ. Hiện tại cũng có đang có những cái thân nó nhú nụ rồi. Hawaii cũng là một trong những dòng lan mà nở vào thời điểm Tết này. Đó, thân nào thân đấy căng đẹp tuyệt vời luôn. Chậu rơi vào ít nhất là 4 5 thân ạ. Quá là đẹp luôn như thế này. Đó, cô chú anh chị. Đây, và 130.000 trong một cái chậu giả Hawaii nhá. Và sang bên này đây là những cái chậu lan giả hạc chớp Mỹ. Mặt bông chớp Mỹ đây cô chú anh chị, cũng là cái dòng lan mà nó sẽ nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết đấy ạ. Hiện tại thì cũng đang có những cái cây lan có nụ rồi. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông đáng sưu tầm đúng không ạ, đáng thưởng thức. Cái bông hoa cánh tím chớp rất là rực rỡ như thế này. Và người chơi lan không phải, nhiều anh chị chơi lan không phải yêu thích cái dòng chớp Mỹ này bởi cái mặt hoa tuyệt vời của nó đâu ạ, mà bởi vì cái thương thơm của nó cực kỳ là xuất sắc, cái dòng chớp Mỹ này này. Đấy, rất là thơm luôn, chính vì vậy mà rất là nhiều anh chị người ta thích chơi cái dòng chớp Mỹ bởi cái hương thơm. Và cái thứ hai nữa là cái sắc hoa rực rỡ, hiện tại thì cũng đang có những cây nó nhú nụ như này rồi. Nói chung là cái tầm như thế này thì cô chú anh chị thoải mái vận chuyển đóng gói mà không sợ bị sứt mẻ một cái nụ nào luôn ạ. Trước đây một thân 700-800 nghìn, còn bây giờ đây ạ, hiện tại thì một chậu như thế, một tác phẩm như thế này giá có tiền 100 nghìn thôi. Cái chậu này em gọi là chậu 37 này, 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. 4 thân ạ, à, em bán với giá 120.000 luôn. Chậu số 38, chậu này là 3 thân ạ, à, dài và cực kỳ là đẹp luôn. Em đang bán với giá cũng 120.000. Đây cô chú anh chị mình sưu tầm giúp em hai chậu đi ạ. À. Với số tiền là 240 đúng không ạ? Là cô chú anh chị có một cái siêu phẩm tuyệt vời rồi. Đó, một cái tác phẩm hoa thật. Đó, đẹp và thơm trong nhà vào những ngày Tết đến xuân về, thế thay vì cho những bông hoa giả vào. Cô chú anh chị có một cái giò lan rất là tuyệt vời như vậy cô chú anh chị nhé, với số tiền hơn 200.000 thôi. Tiếp theo hình 39 này cô chú anh chị này. Hình 39 chậu này 4 thân ạ. À. 4 thân này em bán với giá là cũng 120.000. Và chậu tiếp theo 40, chậu này có 2 thân. Đó, mầm gốc đang lên, chậu này em bán 100.000. Và chậu tiếp theo 41 này. 41 là 4 thân to đùng luôn, căng mướt như này. Cái chậu này em xin phép được bán 120.000. Và chậu số 42, 100.000. 100.000 có 2 thân to đùng luôn, có tổng 3 thân nhưng có 2 thân to, em tính 2 thân to thôi ạ. Và tiếp theo là chậu 43 này, chậu này em bán luôn 100.000 này. Đó, rơi vào 3 thân. 3 thân. Và chậu tiếp theo là chậu 44 này, 110.000 cô chú anh chị nhé, chậu này 4 thân đấy ạ. Và sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái giò lan thanh đạm sữa này. Hàng hiện tại đang bắt đầu là nhú chi chít là nụ luôn rồi, cái dòng thanh đạm sữa, cái hàng cây rừng nhá. Khỏe tự nhiên với những chùm hoa rủ màu trắng sữa cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại cây đang bắt đầu là nhú nụ như vậy rồi. Và một cái giò lan thanh đạm sữa mà sum xuê đẹp như thế này ạ, em đang để giá có 100.000 thôi. À, 100.000 cho một giò thanh đạm sữa thôi cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây, những cái chậu thanh đạm Indo. Với nhiều anh chị, cô chú anh chị, có lẽ việc sở hữu một cái giò thanh đạm Indo trong nhà nó được coi như một chân ái bởi vì hoa của nó vô cùng là thơm đúng không ạ? Cái chậu thanh đạm Indo hàng đang thuần sẵn trong chậu như thế này em để giá có 150.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân, phải nói là hàng chuẩn hoa Tết mà cô chú anh chị không phải chỉ thưởng thức hoa từ bây từ Tết mới được thưởng thức hoa đâu ạ, mà cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa ngay từ bây giờ nhá. Những bông hoa vàng cực kỳ là đẹp và cánh hoa căng mướt như thế này này, đó nở căng rất là cân đối đẹp như thế này và siêu nụ chi chít này, đảm bảo cô chú anh chị rằng bây giờ đã được thưởng thức hoa rồi. Và đến khi mà Tết đến xuân về, cô chú anh chị sẽ được một thưởng thức một cái giỏ hoa gọi là đẹp trọn vẹn rực rỡ nhất với những cái thân hoa chi chít là nụ và mầm gốc này, đó mầm gốc lên rất là đẹp luôn như thế này nữa cô chú anh chị nhá, siêu nụ và siêu mầm rất là đẹp như thế này. Về cô chú anh chị thưởng thức hoa trong năm nay rồi, cô chú anh chị có thêm một cây giống cho năm sau. Và một cái chậu đen đô hoa vàng nó đẹp, xinh đẹp như thế này và siêu nụ như thế này đấy ạ. Em đang để giá có 110.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 110.000 thôi. Hàng này thì chuẩn mặt hoa luôn, về đây ạ, có những cái cây hoa bông hoa đầu hoa bói ở đầu ngọn thì nó sẽ nở trước này cô chú anh chị này. Đó, từ bây giờ cho đến khi Tết là cô chú anh chị thưởng thức hoa, từ bây giờ đến Tết luôn. Và sang bên này cũng là những cái chậu lan đen đô xuân. Và cái dòng này thì hoa của nó cánh hoa bầu tròn, cánh dày cộp và cực kỳ là bền hoa. Đó, đây là bông hoa nở đầu ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Ngắm bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều, cánh hoa tròn cực đẹp. Và một cái chậu đen đô như thế này này, nó rơi vào ít nhất là rất là nhiều thân hoa như thế này đấy ạ. Sum xuê như thế này này, em đang bán là 170.000 cho một giò. Nói chung là một mặt hoa mà cực kỳ là đáng sưu tầm luôn. Còn sang bên này đây thì một cái mặt bông đen đô. Cái dòng đen đô này thì em không có biết mặt hoa cô chú anh chị nhá. Nhưng mà cô chú anh chị biết rồi,
cái mặt hoa nào của Dendro thì cũng không có cái điểm nào để mà chê được luôn. Những cái chậu Dendro hôm nay này, những cái chậu bên này này, cái hàng này là không biết mặt hoa cô chú anh chị nhá. Và mỗi một cái chậu Dendro đẹp như thế này rơi vào nhiều ạ? Hai này, rơi vào rất là nhiều thân, ít nhất là 5 thân. Đó, cực kỳ là khỏe đẹp luôn. Hàng đã thuần sẵn trong chậu như thế này rồi, về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ cái một mùa hoa tuyệt vời của nó thôi. Rơi với ít nhất là 5 thân hoa trở lên trong một chậu, em đang để giá là 100.000 đi cô chú anh chị. 100.000 đi ạ, cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này thì em đang có một cái chậu cũng là cái dòng Dendro, mà hiện tại thì có cây đang có nhú nụ rồi. Hôm nay thì em về rất là nhiều những cây Dendro luôn, cực kỳ là VIP luôn này. Đó, một cái thân Dendro này cái chiều cao của nó đang phải dài tầm 60 cm. Đó, một cái thân này đang nụ. Và có rất là nhiều thân bên dưới này chưa nụ đây cô chú anh chị này, phải cả chục thân đang bắt đầu chuẩn bị sưng nụ. Có một thân đang nhú nụ sẵn. Và cái chậu Dendro này này, em xin phép được bán là 190.000 nhá, chú anh chị nhá. Và bên này đây ạ. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng. Cô chú anh chị nào mà đã từng được thưởng thức cái mùi hương của hồng lâu mộng thì biết rồi ạ. Cái mùi hương thơm phải nói là ngọt ngào quyến rũ vô cùng luôn. Một cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng chi chít là cần hoa như thế này và rất là nhiều cây. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị, một cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng siêu nụ đẹp và nhiều cây như thế này. Một cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng này em đang để giá có 120.000 thôi ạ. Và giá trên thị trường cô chú anh chị có thể tham khảo, một cái chậu hồng lâu mộng mà nhiều nụ, nhiều thân đẹp như thế này thì chắc chắn là không có ai bán dưới 170.000 đâu ạ. Hiện tại em đang để những cái chậu này với giá là 120 cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây cũng là cái dòng hoa Tết. Những cái chậu lan hài, những cái chậu lan hài để mà chơi hoa Tết thì em nghĩ rằng là cũng là một cái điều rất là thú vị đúng không ạ? Những cái chậu lan hài kim. Hiện tại cây hài kim này nó đang nhú nụ này, cô chú anh chị nhìn thấy nụ ở đây. Và cái chậu hài kim này em gọi là chậu số 34, em để giá là 120.000 nhá. Và chậu bên này sẽ là chậu số 33, rất là đẹp luôn, em bán là 130.000. Và sang bên này đây là dòng lan Dendro chớp bịp. Em nghĩ rằng là với bất cứ anh chị chơi lan nào, đặc biệt là yêu thích cái dòng Dendro thì chắc chắn là mặt bông chớp bịp không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ? Và cái hàng thì bọn em bao chuẩn mặt bông cây giống. Ở đây hiện tại em đang có một cái cây này đang có nụ, chỉ đang có hoa mà chỉ có vài bông như thế này thôi mà thơm nhức mũi luôn. Ngồi ở đây mà cảm thấy là cảm giác là thơm nhức mũi luôn cô chú anh chị nhá. Siêu bền hoa và siêu thơm, đó là đặc điểm tuyệt vời của cái dòng lan chớp bịp mà lại cho mình hoa quanh năm ạ. Và hiện tại thì em đang có những cái chậu chớp bịp mà hoa đang bói ở đầu ngọn nhá. Cây đang đứng đọt và chuẩn bị cho hoa ở đầu ngọn này. Thì một cái chậu chớp bịp rơi vào ít nhất là 3 thân này, rất là to, khỏe và đẹp như vậy. Em đang để giá là 130.000 cho một cái chậu Dendro chớp bịp này. 130.000 cho một cái chậu chớp bịp nhá cô chú anh chị nhá. Cây đang đứng đọt và đang chuẩn bị cho nụ cho hoa đây ạ. Cây cực kỳ là khỏe luôn. Cái chậu nào chậu đấy là những cái cây rất là to, chậu ít nhất là 3 thân. Và đây ạ, và bên này đây ạ là những cái chậu lan 5 cánh trắng Phú Thọ nhá. Và hàng 5 cánh trắng Phú Thọ này của bên em là hàng ươm ki nhá, chuẩn mặt bông cây giống ạ. Không tí lát em báo giá rẻ quá cô chú anh chị lại nói là cái hàng đều ạ. Một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ hàng ươm ki chuẩn bông cây giống mà chiều cao khoảng tầm 6, 7, 80 cm trở lên, thân to mập nú đẹp như thế này. Cây hiện tại đang bắt đầu là xuống lá chuẩn bị cho hoa rồi. Đó. Và một cái đây này cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái mắt nụ đang nhú lên một cách tự nhiên như thế này. Và một cái chậu Phú Thọ như vậy hiện tại em đang để giá có 80.000 cho một chậu thôi nhá cô chú anh chị nhá. 80.000 cho một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ hàng chuẩn ươm ki. Đó, trước đây mỗi một sen vài triệu đúng không ạ? Vài triệu, còn hiện tại là một chậu như thế này, dài 7 80 sen, giá có 80.000 thôi. Cô chú anh chị về có thể thỏa mãn, thoải mái cô chú anh chị thỏa mãn đam mê của mình ngắm những cái mặt bông Phú Thọ cực kỳ là đẹp với cái số tiền rất là rẻ, rất là yêu thương như thế này. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm giúp em khoảng mỗi cô chú anh chị có thể lấy khoảng tầm 3 chậu Phú Thọ gộp lại cô chú anh chị sẽ được một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Và riêng dòng Phú Thọ này ấy, thì cô chú anh chị mình yên tâm cho em ạ. Sai hoa tự nhiên nhá, cô chú anh chị không cần phải kích gì đâu, cây vẫn cứ sai hoa, ra hoa tự nhiên là cô chú anh chị mình yên tâm luôn. Nó chứ nó không phải là ra hoa khó như là cái dòng HO đâu ạ. Và cây phát triển khỏe mạnh, dễ sinh trưởng và phát triển cũng như là dễ cho hoa. Đây là một cái dòng lan, một cái mặt bông phải nói là cực kỳ là đẹp mà đáng tuyệt vời, phải nói là như vậy, tuyệt vời và đáng sưu tầm, đáng thưởng thức. Với số tiền chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Em còn có những cái giò mà em đã kích hoa rồi, những cái chậu em đã kích hoa rồi ạ. Thì em xin phép được bán với giá là 90.000 cho một chậu. Còn những cái giò em chưa kích hoa thì em sẽ để giá 80 nhé.
À, tiếp sang bên này đây thì rất nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia theo từng hình rồi. Đặc biệt là một cái lô kiều dẹt hôm nay về đây cô chú anh chị. Cái mùa này cô chú anh chị ghép kiều dẹt thì không có gì tuyệt vời hơn. Những cái cây kiều dẹt hàng Bắc rất là đẹp như thế này. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái rể kiều dẹt mà từ khi bán lan đến bây giờ chưa bao giờ có luôn ạ. À. Một cái rể cực kỳ là đẹp luôn. Một cái dòng lan kiều dẹt này cô chú anh chị biết rồi, nó có thể coi như là nữ hoàng của các dòng kiều ấy ạ. À. Cái rể kiều dẹt siêu đẹp này em xin phép được bán với giá 80.000, gọi là hình số 1 cô chú anh chị nhé. Không phải là lúc nào cũng, từ lúc bán lan đến bây giờ bán kiều dẹt em cũng bán nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ có một cái rể kiều nó đẹp như thế này đâu ạ. 800.000 cho kỳ rể kiều dẹt số 1 ạ. Nguyên một rể luôn. Hình tiếp theo là hình số 2 này, 160.000, chỗ này hai rể. Thân mập nú luôn, căng mướt như này. Hình tiếp theo hình số 3, 140.000 cho cái lô kiều dẹt này. Thân căng mướt. Và hình số 4 này, 240.000 cô chú anh chị nhé. Thân nào thân đấy mập nú luôn, với số tiền chỉ hơn 200.000 thôi, hơn 100.000 thôi cô chú anh chị sở hữu. Cái thân kiều quá là đẹp như thế này rồi, thân nào thân đấy to đùng luôn, khỏe khoắn đẹp như này. Hình tiếp theo là hình số 5. Một cái dề thân to mập nú như này. Em xin phép được bán với giá 300.000 ạ, quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Mập. Và hình tiếp theo là hình số 6 này, em bán với giá là 160.000 cho dề kiều này nhá. Hình số 7 đấy ạ. 200.000 cho dề kiều dẹt này. Rất là khỏe và rất là đẹp luôn. À, chỗ này là hai dề nhá, chú ý chị nhá. Hai dề, 200.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 8 này, 130.000 thôi ạ. Đó. Với số tiền không hề lớn mà cô chú ý chị có thể sở hữu ngay những dâu kiều rất là đẹp. Hình số 9 130, hình số 10 140 và hình số 11 là 170.000. Quá là đẹp luôn. Và hình số 12 ạ. 140.000 và hình số 13 sẽ là 160.000. Hình số 14 là 130.000 mà sang bên này đây thì em còn có những cây đai châu rừng bóc trụ nhá. Đai châu rừng bóc trụ hôm nay em sẽ để giá là 200.000 1 kg, rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cũng được, 200.000 1 kg. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân cho em. Đó, 2 kg rơi vào 400.000. Cô chú anh chị có ngay những cái trụ lan rất là tuyệt vời luôn. Và ngoài những cây đai châu rừng thì em còn có cả những cây đai châu Thái. Và dòng đai châu Thái thì nó đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, mặt bông của dòng châu Thái này cô chú anh chị cùng em nhìn này, rất là đẹp như thế này, nhiều mặt bông tuyệt vời như vậy. Và ở đây ạ là những cái chậu đai châu Thái mà hàng cặp đôi nhá. Mỗi một chậu là hai cây đôi rất là đẹp như thế này. Một chậu như thế này hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ cô chú anh chị nhìn thấy này. Đó, và một đôi như thế này em đang để giá có 180.000 thôi ạ. Gần như là đều đang nhú nụ rất là đẹp rồi. Cô chú anh chị mình có thể chọn lựa theo hình này. Hình này em gọi là cái hình số 20 này, cây này đang nhú nụ rồi, 180.000 đi. Và hình số 21 cũng 180.000, cũng đang nhú nụ nhá. Hình số 22 cũng là 180.000 ạ, cực kỳ là đẹp luôn. Và hình 23, hình 23 cái chậu này xin phép bán 160.000 đi. Hình 24 170.000 này. Và hình số ở bên này là một cái chậu duy nhất, chậu cây đơn mà rất nhiều cặp lá. Rất nhiều cặp lá ở đây. Đây ạ, cây này đang nhú nụ rồi đây cô chú anh chị nhá. Không biết là sẽ nhú bao nhiêu nụ ở cây này đây, hai, ít nhất là hai nụ. À, cây này thì cái lá bên trên này tét một chút xíu. À, rất nhiều cặp lá, em đang bán là 130.000 cho cây này. Và sang bên này đây là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng miền Cao Bằng. Dáng hương đuôi cáo có thể nói là một trong những dòng lan đẹp nhất. Đặc trưng của vùng Cao Bằng ạ. Cái chậu cáo bây giờ cô chú anh chị mới treo để nó phù hợp thổ nhưỡng. Và đến sau Tết là cây bắt đầu nhú nụ rồi ạ. Hình 25 170.000 cho chậu này 4 cây nhá. Hình 26 là 160.000 và hình 27 170.000 này. Hình 28 là 170.000 ạ. 170.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29 là 180.000 ạ. Chậu này vừa cây mẹ con rất là đẹp. Và bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương bạch nhạn. Cái chậu bạch nhạn này em gọi là cái chậu số 30 này. Cái chậu bạch nhạn 30 này em bán là 150.000 cho cô chú anh chị nào yêu thích hoa màu trắng đây. Chậu số 31 cũng với giá 150.000 và chậu số 32 100.000. Đó, cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái chậu đen đô xuân này, rất là đẹp như thế này, có 100.000 thôi. Đó, chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Ngoài ra thì em đang có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng quê em cô chú anh chị nhá. Tết đến xuân về rồi ạ. Em đang có những cái món đặc sản của vùng miền Cao Bằng đây. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô nấm hương đặc sản của vùng Bảo Lạc Cao Bằng quê em nhé. Cái lô nấm hương hôm nay về cực kỳ là ngon luôn ạ.
Một túi nấm hương như vậy em đang đóng gói là 1 kg với giá tiền 280.000, em sẽ bán từ 0,5 kg. Bên này đây sẽ là cái món lạp sườn. Thì ở quê em, cái Tết đến xuân về chắc chắn cái món lạp sườn này không thể thiếu trong mỗi một gia đình vào cái mùa đông như vậy. Một cái túi lạp sườn như vậy em đóng gói là 0,5 kg và hun bằng bã của cây mía, cực kỳ là vàng, ngon, đẹp như thế này. Em đang để giá là 130.000 cho một túi 0,5 kg. Cô chú anh chị lấy 1 kg giá sẽ là 250.000 nhá. Và cái lạp sườn này là tự tay gia đình em làm đấy ạ. Từ cái lợn sạch và ngon nhất, lợn bảng ít tanh chặt và sạch và ngon nhất ạ. Bên này đây là chè ô long của vùng Nguyên Bình. Được trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000 m² so với mực nước biển và canh năm sương mù bao phủ. Chắc chắn rằng là nhiều anh chị đã từng mua chè ô long này thì thực sự rất là hài lòng với cái vị thơm, ngon và ngọt hậu rất là tuyệt vời của nó. Một cái túi chè ô long như vậy là 0,5 kg em bán là 170.000 nhá. Chú anh chị thử một lần thưởng thức cái chè ô long của vùng Cao Bằng đi ạ, để cảm nhận cái hương vị rất là tuyệt vời. Hương vị rất là tuyệt vời mà nó mang lại. Còn bên này đây thì em có cái món măng mầm nhé, chú anh chị. Măng mầm đặc sản của vùng Bảo Lạc Cao Bằng. Nói chung ở chỗ em ấy thì cái măng Bảo Lạc là cái măng ngon nhất rồi. Và cái 1 kg của măng mầm này em đang để giá là 200.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này thì em đang có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông có đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn. Đồng giá 20.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Ở bên này đây thì em đang có vỏ thông này, đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng sẽ là 50.000 cho 1 kg nhé, của chú anh chị nhé. Và duy xanh thì 50.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 cho 1 cặp, Atonic 12.000 cho 1 gói. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho 1 lọ, xúc thai, hormone tăng trưởng 50.000 cho 1 lọ. Và B1 Thái với giá là 40.000, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 này. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho 1 gói, Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Bên này thì em có sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng ạ. Sản phẩm em bán với giá là 35.000 cho một túi 1 kg nhé. Một cái sản phẩm phải nói hoàn hảo luôn. Bởi ngoài phân trâu thì còn có quả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu luôn ạ. Bên này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em đang để giá là 40.000 nhé. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí và mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị mình có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn ạ, giảm đau rất là hiệu quả luôn. Từ cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi thì người ta có thể cho vào món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ, cực kỳ là tốt đối với sức khỏe. Và từ những cánh hoa hồi đó thì bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi này. Chắc chắn là sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái tác dụng thực sự rất là tuyệt vời luôn, với giá tiền chỉ có 40.000 thôi. Ở đây bên này đây thì em còn có thêm cả những cây vanda, hiện tại em đang bán thanh lý xả hàng cô chú anh chị nhé. Đẹp, những cái chậu vanda này bình thường hơn 100.000, hiện tại em đang đẩy giá là 90.000. Hàng thì bên em có chuẩn mặt hoa luôn cô chú anh chị ạ. Chuẩn mặt hoa cây giống cho cô chú anh chị mình với số tiền chỉ có 90.000 cho một chậu thôi. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây.